Thưa quý vị, người dân cho rằng đất của mình là nhận chuyển nhượng đất khai hoang từ năm 1995. Tuy nhiên, năm 2022, khi làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, thì trên bản đồ địa chính lại thể hiện đất do xã quản lý. Sự việc xảy ra tại xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc. Tiếp nhận phản ánh của người dân, phóng viên Alo NTV kết nối đã xác minh sự việc. Và qua những thông tin ban đầu thì thấy rằng vấn đề đang có những khuất tất mà các cơ quan chức năng cần phải làm rõ. Năm 2020, ông Nguyễn Văn Bích ở xóm 3, xã Nghi Công Bắc nhận chuyển nhượng lại hơn 2 hecta đất khai hoang của ông Hoàng Mạnh Hùng, trú tại xóm 7, xã Nghi Công Nam. Diện tích này có vị trí tại xứ Đồng Làng Đặng, xã Nghi Công Nam và có bề mặt bao quanh thửa đất công ích do xã quản lý. Trên cơ sở xác nhận của Ủy ban nhân dân xã Nghi Công Nam và thủ tục chuyển nhượng, ông Bích đã chuyển cho ông Hùng 500 triệu đồng. Năm 2022, ông Bích làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất trồng cây lâu năm, nhưng không được xã xác nhận hồ sơ. Tôi làm thì cùng gửi đơn lên xã huyện thì được cấp làm thủ tục cấp giấy nhưng cũng không hoàn thiện. Buộc lòng tôi phải khiếu nại đến tỉnh, báo chí, truyền hình. Sở dĩ xã Nghi Công Nam không xác nhận hồ sơ, bởi khi trích lục bản đồ địa chính năm 2013, thì hiện trạng trong rành giấy đất của ông Hùng chuyển nhượng cho ông Bích có khoanh bao nhiều thửa đất, nhiều loại đất khác nhau như đất giao thông, đất thủy lợi, đất trồng cây hàng năm, lâu năm do Ủy ban nhân dân xã quản lý. Tuy nhiên, qua xác minh thì thời điểm năm 2012, khi tiến hành các bước thủ tục để đo vẽ và quy chủ đất phục vụ lập bản đồ địa chính, thì ông Hoàng Mạnh Hùng không được tham gia, mặc dù vẫn đang sử dụng đất ổn định. Để mà đo đạc lên cái bản đồ địa chính năm 2013 thì năm 22 là đo đạc đó, thì bạn có được tham gia, có được hỏi, có được ký cái gì không ạ? Dạ, có tham gia mà chả ai hỏi là mua bán ở bố hộ trại biết mà bán ở đó trực tiếp tâm bộ đầu tư. Như vậy là cái việc mà xác định các cái rãnh dưới mốc dưới là bạn không được tham gia. Không hề tham gia và cũng ai có ý kiến và cũng ai chứ ba bác ở đây không phải của bác mà bác vừa vừa hoang không bác ăn ở đó thì mà cuốn cái đất xa thì mấy chục năm thì anh bác ăn trọi chứ. Việc này thì có thể là thời điểm đó đạt đó ông Hùng không có mặt ở đó, rồi cái công ty đơn vị tư vấn có thể là quy chụp đó, cái này cũng lỗi của xã, tức là khi đo đạc không phân công nhiệm vụ cụ thể cho đồng chí cán bộ địa chính hoặc là cái đoàn để cùng với cái đơn vị đo đạc để quy chủ cho đúng cái diện tích, và cái này cũng trên địa bàn cũng xảy ra rất nhiều cái tình trạng này. Vấn đề mấu chốt là cần lục lại hồ sơ kỹ thuật phục vụ lập bản đồ địa chính năm 2013 để xem quy trình có đảm bảo và việc quy chủ có chính xác, thì Ủy ban nhân dân xã Nghi Công Nam vẫn chưa làm và cũng không cung cấp được hồ sơ cho phóng viên. Về nội dung này thì liên quan đến cái hồ sơ lưu trữ thì chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nghi Lộc sẽ tiếp thu cái phản ánh và sẽ ra soát lại toàn bộ cái hồ sơ lưu trữ liên quan đến việc đo đạc bản đồ địa chính năm 2012 đối với các thửa đất này, trên cơ sở các cái hồ sơ lưu của đo đạc bản đồ địa chính đã được Sở Tài nguyên Môi trường phê duyệt, chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ có cái câu trả lời về cái nội dung liên quan đến phóng viên trao đổi. Thiết nghĩ nếu trong trường hợp quá trình đo vẽ quy chủ có xảy ra sai sót, thì huyện Nghi Lộc cũng cần kịp thời chỉ đạo để chỉnh lý bản đồ và tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho công dân. Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.